Đừng tới mặt luôn thấy không? Cắn ngang. Nó phải cắn cái đít vậy. Mụ 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 mình gọi nó hơi thấp mặt cách đó. Rồi, chúng ta. Rồi mình xin chào cả nhà nha, chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ. Hôm nay hai anh em mình tiếp tục thăm bảy nhà, bây giờ qua tới đây mưa nè, nay quá trời mưa nè, quá trời chuyển luôn cả nhà đó, trời ông mưa râm 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 hoài luôn nè. Khu vực này hồi trước mình lại người ta đang xới đó cả nhà, bây giờ người ta xả hết trơn rồi nè, được gần dặm hết trơn rồi. Hôm nay mình thăm khoảng cũng 30 cái nha, cái nào mình quay được quay, cái nào mình quay không được thì mình không quay, cái nhà thông cảm nha, tại vì tháng mưa mà. Hôm nay đi đi với em trực thường lệ nè, chào cả nhà cá, chào cá. Rồi, chào cả nhà luôn. Rồi bây giờ mình không nói lòng vòng nữa cả nhà, bây giờ mưa tới rồi, bây giờ mình mời cả nhà theo hai anh em mình trải nghiệm như cái bãi nha, có không có mình cũng chưa biết nha. Tiên luôn cả nhà, này bãi khổng lồ nha, bãi khổng lồ này tính bắt hổ heo nè, chạy ngang lỗ hoài nè. Mà đeo gần cả tháng rồi. Mà thấy gì chiếu chiếu rồi đó. Đeo gần cả tháng chưa nhúng nhích gì hết trơn. Thấy cái gì chiếu chiếu nè. Chiếu chiếu rồi, phải chừng bột lúa chật. Chứ nào bột lúa không? Nặng không? Hơi nặng. Hơi hơi thôi phải không? Rồi chiếu chiếu là hổ hành rồi, nó phải là hổ heo. Cầm cái tên này hả? Nè. Ồ, cũng nhẹ. Rồi, hổ hành cả nhà, quá sướng. Bướng. Nè, nè, nhà thấy không? Phân đóng này. Để mình coi coi. Coi nhì nhất đây. Ồ, gắn nhì. Tính gà luôn kìa. Một đống màu đỏ gì đâu luôn, chỗ có nè. Đây, bắt. À, yêu của tôi kêu mình bắt luôn. Tại vì đặt bỏ luôn mà. Tới từng thăm lần vậy đó. Đây là chủ nhà nữa nè. Ông nói có thấy hổ heo hoài nè. Mà bây giờ mình bắt chưa được. Đó. Này hổ hành. Này cỡ 4 lạng à, quá ngon ha. Yeah. Chạy chạy này là cái, tại vì cái bẫy mình làm gai để dành bắt hổ heo á, không như nó chạy nè. Rồi cái mở hàng cái đầu tiên quá ngon đó nhở, này cỡ 4 lạng mấy á. Yeah. Rồi lắp cái điểm mới quay tiếp nha, mới cái đầu tiên đây cũng một cái nữa đó nha, chực cái vô hồi nãy giờ thấy đến thinh luôn, có gì không? Nó tin nè. Nè bẫy xích cua. Trời trời, họ chó nữa nha. Bích lộp luôn. Nè. Cái cục phân nè. Quá trời luôn. Quá trời trời gầm nữa nha. Chỗ này chết luôn rồi. Chỉ có quay được không nữa nha. Còn là cái tầm 8 lạng. Bây giờ hai anh em mình qua tới đây nè cả nhà. Bây giờ bị mưa nè, bây giờ đục mưa đây hồi nãy nè, mà không có mưa lớn, râm râm hoài luôn. Hồi nãy thăm cũng dính được vài con, 2-3 con hồi nãy, mà nhỏ nhỏ không, mình quay không có được luôn. Toàn là mưa, không lấy cái máy ga thì nó sợ nó ướt camera. Giờ anh chị cứ qua bên kia nữa, có cái cầu bên kia qua, có không có chưa biết nè. Có không? Nhanh nhanh, người ta dọp bên kia sau lưng mình nè. Đừng dở cao quá, mấy anh kia dòm thấy. Cái gì vậy? Hành hả? À? Thôi khoan khoan, thả đẻ đây, tao lấy 7 xí cua cho. Chỉ một con nữa nè, con hành nữa. Con này quay đại luôn nè, tại vì gần hết mưa rồi. Tiếp tục nè, để con cá nè, mưa chậm nhẹ hết trơn nè. Ướt đôi giày hết trơn luôn. Con cái nào quên nè. Đâu đây cái nè. Mình mới tăng cường thôi. Mới tăng cường. Ghê ghê. Ủa, cái chuột tử vong nó gì à. Quá trời thúi à. Tử vong chú chuột luôn. Mà hai anh em mình qua bên đây bắt gắn luôn đó nha. Xe để bên đan bển nè. Hồi nãy mình không được thăm, không được quay chứ. Thăm không được quay nè. Nè, một hành nè.
một ngựa nè, hai cái nè, này mới nặng nè, này cũng ngựa luôn, quay không được luôn. Khu vực này mình để trong cái đám chanh ta đó, bây giờ chủ nhà người ta không cho vô, chủ vườn á, ta nói vô sợ mình nát chanh nát gì người ta đó, chứ mình rút rồi mình quay không được, nó đang mưa, vô vô đem ra đại luôn nè, này ngựa luôn nè, đây cũng ngựa luôn, bữa nay quá trời ngựa luôn rồi. Đâu 1, 2, 3, 4, 5 rồi đó. Có 5 em ở trực phải không? Ừ. Rồi bây giờ cầm máy để ta bắt luôn. Lấy bao tay đây. Bắt con nào bắt đi. 5 em lên. Vậy thì con nào biến được còn là mưa không hả? Lớp chủ vườn ta không đặt nữa. Bây giờ. Rồi, tháng này tháng bão gì á, bão lúc mấy chút. Con này như hồi trước là ba lạng là nhị là ok luôn, bây giờ nó lụm giờ ba lạng rưỡi nó mới chịu, nó chết mình à. Dạ nữa chuột hết nửa thầm rồi. Ừ. Chuột là chim không có gắn thì nó sụt giá đó, bán lái thì trả lên trả xuống hoài. Ừ. Làm như hành con nữa phải không, còn con nhỏ nữa, ba ngựa hai hành. Trời cứ gầm bậy. Tháng là tháng mưa, tháng có ẩn. Coi kìa ông trời kìa đẹp thui á chứ. Không biết thâm kịp nữa. Ngồi ướt nhẹp giống như chục lột nữa hả? Bây giờ có khi quay không được luôn. Tại vì mưa á. Mới mốt đem cái dù theo chứ. Ăn quay á hả? Ừ. Hô biệt ri. Này không phải chó tầm thường nữa, nó bét buôn nữa. Cắn không nhả. Đó, dễ trắng tươi, làm giật mình. Tưởng hành. Con này bự á. À. Ừ. Coi cái mình sao kìa. Ừ. Đập đi. Mở cái mặt không đấy không? Thấy chưa? Cần tới mặt luôn thấy không? Cắn ngang. Nó phải cắn cái đít vậy. Mụ vậy. Gắt áo chân ấy. Gắt phụ kéo anh, gắt áo. Vậy sao kéo? Từ. Tại con kêu mình kéo. Ôi trời, gần cả ký luôn á nhậu. Quá sướng. Học em. Mó nó kiếm mặt không quá. Cắn ngay nhỏ con cắn. Vườn ghim mới được, cái vườn này đó không được à. Vô ngay. Mà đoạn này vô nặng liền quá. Thế nặng hơn. Ừ. Mà nặng không có giá trị. Còn con nữa hơi bự á. Nó bự nó à. Tích lọc luôn nè. Ừ. Còn cái nữa đó. Rồi, dễ trắng không à. Cắn kiếm cái mặt không à, anh đi mà. Mình to cái mày không cắn. Rồi quay bên đây đâu, lại bên phải đây. Đây nè. Ngồi quay mặt đâu. Ừ, nó dài dữ vậy. Quá wow, trời dài luôn con nè. Con này vẫn con nãy nó chưa táp dữ vậy. Coi nè. Ừ. Đưa cái mặt cho nó táp không? À, phải cầm thử coi. Cầm tay luôn à. Ừ. Quá wow, à. Mềm mềm. Mềm mềm cứng cứng nè. Sướng quá. Cá hồi đó giờ tính con nào dạ chết rồi. Là chỉ cắn lần một à. Con còn đó. Còn bị xám xám đó. Dạ. Buông tay đi. Mua hào thôi.
gần 3 kg luôn á đó. Đó thì nặng luôn nè. Còn con nữa. Con kia nhỏ. Nhất cái giò mượt quá. Bên này có nhỏ mà không nhỏ không. Không tạm tạm được. Ở đó được rồi, đó có nuôi cơm đó đâu. Con ngựa mà nhỏ quá thảm. Nuôi mà nuôi cho chuột nó ăn. Con này cục đòn. Con này cỡ ba lạng. Đó lòm. Vô con. Gì vậy? Nó mệt nữa. Nó phụ cột luôn cái gì vậy? Con nào cũng khỏe cho nó thì quá ngon rồi đó. Thì cái này mình nhìn không rõ hơn bằng lý xanh. Rồi, thế thì mới quay tiếp. Được rồi. Đây mình cũng có một cái luôn cả nhà. Này tự gọi không được thăm này. Tại vì có mấy nhóc nặng cắm câu quá kinh á. Hôm nay chắc chuột chết quá, lâu quá. Hai tuần này. Còn 7 nè. Nhẹ với bóng bóng luôn. Đây, cái bẫy lật luôn. Chuột còn ở đây. Rồi, cái chuột còn này ở lại em. Tiếp tục luôn cái nhà. Đây cũng có một cái nè. Đây là gừng quang không nè cái nhà. Nhà cửa không có luôn. Đây. Quá trời lùm luôn. Quá ngon luôn. Và hôm nay cái đó mình cũng mới đặt à. Được 4 đêm. Giờ mày mày ghẻo tao hoài mày. Có xe nha, từ từ nha. Ăn nặng gì không? Ú, đó đó đó, đem gà, đem gà cái. Đem gà mày. Quá sướng nhà, mới 4 đêm à. Vậy là phải tăng cường cái nữa cho coi. Tăng cường cái nữa, vô kèo cái nhà. Dễ không đặt sao được ơi. Quá sướng cái nhậu. Đít lột luôn. Đít lột, đít lột. Đây, cái nhà thấy không? Quá ngon không? Con này biết nhứt không đó trời ơi. Nhứt không quay. Quá ngon luôn. Mới được 4 đêm mà dính đó đó. Vậy là chỗ này có gắn nè. Quá ngon. Quang, 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 quang. Giờ để mình thăm gọi cái nữa đó nha. Ở đây cũng có một cái nữa đó nha. Cái này từng gọi hút em khủng nè. 1 kg luôn nè. Hôm nay tới từng nữa à. Có xe Honda chạy tới nữa. Kệ nó đi. Cái đó chất quất à. Còn chuột không? Còn chuột là ok nha. Chuột là ngon. Rồi lát mình qua bên kia mình bắt gắn hồi nãy luôn cái nhà, hành luôn cái nhà, cái từng gòi dính bên kia ăn con, giờ mình mới tăng cường con bên đây, cái bên đây bây giờ dính được con nữa cũng ngon, mà con này thua con bò hổm nha, con bò hổm quá trời ngon, quá sướng luôn cái nhà, nhất con trực, được rồi. Quá đã. Gãy tay. Gãy tay hả? Tay yếu quá vậy. Ngón tay đàn bà quá vậy. Sao gắn cái khúc này sao dài dài dữ quá. Con này cỡ 6 lạng ok luôn á. Quá êm luôn. Rồi giờ mình xin đứng máy nha. Còn cái nữa là kết thúc rồi. Rồi cái cuối cùng đó nha. Cái cuối cùng là cái cúng cùi nè. Rồi chất quốc nè, không có cất đáy hết trơn. Dễ hiểu luôn. Rồi, cái chuột tử vong luôn. Bên này đang không có chuột nữa. Chuột tử vong luôn. Rồi, bây giờ hai anh em mình
tổng kết số gắn luôn đó nha. Hôm nay tại vì mình thăm cũng mình không có được quay hết nha, nhầm cái mình không được quay cái nhà thông cảm nha, tại vì mưa không à, và lấy cái máy ra thì nó ướt nhẹp luôn. Hôm nay cũng ngon đó nha, hôm nay được một em khủng nha, vừa như toàn hổ ngựa không à, hổ ngựa cũng hổ ngựa ngon không nè cả nhà thấy không, dạng ẻo không nè, tam chín lạng không có hổ ngựa đó, rồi nhiêu là hổ hành nhỏ. Rồi mình cũng cảm ơn cả nhà đã bỏ thời gian theo anh em mình trải nghiệm như cái bãi nha. Cả nhà như yêu mến anh em mình nó cho một like, một đăng ký, chia sẻ cho mình cùng xem nha. Rồi mình cũng chúc cả nhà xem giá vui vẻ, bye bye, bye bye cả nhà, cá trời ơi. Bây giờ trời cũng mua vậy nữa cả nhà, sắp sửa mưa nữa nè.